Với vẻ đẹp bức tranh, sơn thủy hữu tình, những nếp nhà sàn ẩn hiện giữa núi rừng, những công trình thế kỷ mới mọc lên, những nụ cười, ánh mắt hân hoan của trẻ thơ tới trường, những cái nhìn trìu mến của những cô sơn nữ trong trang phục thổ cẩm đậm sắc màu truyền thống, trong vườn hoa lung linh sắc màu, tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ nơi núi rừng miền Tây. Bồng bềnh lá lùi, bồng bềnh bồng bềnh ở mây, quang trời biếc xanh vùng cao ngày mới, dập dìu gió hát, cánh rừng bát ngát tỏa hương, miền Tây mừng nắng mới, tràn đầy ánh mắt mùa xuân, lung linh sắc màu ngày hội, các dân tộc thắm tình yêu thương. Làm duyên non nà cô gái, chàng trai say mê ngất ngây diệu tình. Cho trẻ thơ tới trường, mẹ vui trên lưng hương lúa mới. Những công trình thế kỷ đang mọc lên vươn tới tầm cao. Nắng lên đi, sang bản làng nương giấy đã bao đời thoa chờ. Với bao lợi thế và tiềm năng, nơi hội tụ bao trí tuệ và khát vọng, cộng đồng các dân tộc anh em đoàn kết bên nhau, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên phía trước, xây dựng bản làng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, nơi miền Tây Nghệ An. Bồng bềnh bồng bềnh Hà Nội, bồng bềnh bồng bềnh. Trời biếc xanh vùng cao ngày mai, dập dìu gió hát, cánh rừng bát ngát tỏa hương, miền Tây bừng nắng mới, tràn đầy ánh mắt mùa xuân, lung linh sắc màu ngày hội, các dân tộc thắm tình yêu thương. Làm duyên non nà cô gái, chàng trai say mê ngất ngây diệu tình. Cho trẻ thơ tới trường, mẹ vui trên lưng hương lúa mới. Những công trình thế kỷ đang mọc lên vươn tới tầm cao. Nắng lên đi, sang bản làng nương giấy đã bao đời thoa chờ. Trên lưng hương lúa mới, những công trình thế kỷ đang mọc lên vươn tới tầm cao. Nắng lên đi, sang bản làng nương giấy đã bao đời thoa chờ mong. Về vùng cao quê ta, nay cuộc đời rộng mở, đã nghe mùa xuân gọi sắc nắng. Oh.
Búa, Hương sắc miền Tây, sáng tác nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng đã kết thúc chương trình nghệ thuật Lung linh sắc màu miền Tây chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Quỳ Hợp và ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Nghệ An năm 2023. Và ngay bây giờ sẽ là thời khắc được chúng ta mong đợi nhất. Chúng ta hãy cùng hướng mắt về khu vực Hồ Thung Mây đón xem màn pháo hoa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện.